Quá nha. Thì trước đấy là bây giờ tôi các em chia các cái trang này. Cái này bố cục chúng ta cũng chia thành 3 phần như các trang khác, từ banner này, xong content và phần footer. Đấy, bây giờ nhìn sang xúc luôn được. Tạo một trang HTML. HTML. Ghi là demo template. Đấy. Cho này lớn luôn cái size của nó để định nghĩa sẵn. Trong Visual lúc mình tạo hoặc định người ta cho mình một cái file CSS này với các nội dung sẵn có. Bây giờ định nghĩa thêm cho phần dưới. Chú thích CSS là gì các em nhỉ? Cái cơ nào đấy là cái phần dưới này, H1 phần 2 này. Cái bên ngoài chúng ta đặt tạm thêm một cái là content. Cái khung chứa cần quan trọng thuộc tính nhất là cái gì các em nhỉ? Thuộc tính quan trọng nhất là gì? Width này, dù width thôi mình đều cho là khoảng 1000 thôi, cố định. Nếu như các em muốn cho hết cả trang theo trình duyệt chúng ta dùng cái gì? Tức là chúng ta muốn dùng thuộc tính gì để dụ trình duyệt màn hình to thì nó kéo theo to, bé theo bé. À thì nó full hết cả hình nhé. Thuộc tính gì nhỉ? Tương đối là bằng cách dùng phần trăm. Từ trường hợp thôi. Nhưng thường là cái này người ta ít dùng theo kiểu phần trăm trên bên ngoài này. Bởi vì là cái banner của mình có cái ảnh ấy, hay là kích cứng một kích thước ở đây nó giãn là nó không đẹp. Cho một nhìn về x. Xong 2. Giả sử 2 cho kích thước cố định này. Các em thấy thuộc tính auto không? Auto tự động ấy. Để cho kích thước cho ngang. Rồi thêm một tính border này để đơn viền. Ví dụ là 1px. 1px như thế gì các em nhỉ? Nếu border viết 2.1px này. Là bên trái. Trái hay phải? Trái. Trái không? Trái. Là xung quanh. Nếu không viết trái phải thì mà. Quay. Nếu mà viết mỗi cái 200 border cái gì này, như này tất cả là bốn phía. Viết tan còn em viết hải dương này, ví dụ 1px hay gì đấy, viết tiếp là đối xứng. Còn ví dụ viết 1px cái gì đấy theo từng phần mọi khác. Đây cái viết tan này. 1px này. Ở bốn mặt thì viết một cái là nó viết tắt hết. Viết chung hết của bốn border mà. Solid này. Ví dụ cái màu của nó các em dùng dấu thang cho màu hạn 1, 1 hay 2 đấy. Hoặc chúng ta viết thẳng tiếng Anh vào blue chẳng hạn. Các hình dạng font chữ. Thôi cái font thì viết tắt hoặc viết rời, nhưng mà các em khó nhớ viết rời đâu. Viết rời nó hỗ trợ ở cái là font thân nguồn này. Đấy, là font size này. Đây có các kích thước thế mũi tên này xuống chọn để cho kích thước bình thường thôi. Đây được này. Có font style. Nghiêng ngả tí chẳng hạn, italic. Xong cái màu chung chẳng hạn, màu cho màu đọc sang già nó xin xong một cái màu gì đen xì cho màu blue đi. Nó không có blue nào có blue này mà nỗi. Ăn qua một gì đấy nên là nè nè như ăn quả. Cái đấy thì có nhiều lúc nó bảo lỗi chưa hỗ trợ nó chạy cũng được.
Đây chúng ta định nghĩa khung bên ngoài. Tiếp theo định nghĩa cho 3 phần này. Định nghĩa CSS này cho 3 phần. Phần đầu tiên gọi là gì các nhỉ? Phần thiên đỉnh. 3 phần bố cục trang web như mở bài, thân bài, kết luận thì phần mở bài xong rồi gọi là banner. Đấy. Phần ở giữa là phần nội dung này. Cuối cùng là gì? Kết luận là gì? Kết luận cho bài văn ấy, đây là gì? Rồi. Đấy. Mà các em với cả ba phần này có đặc điểm điểm chung gì? Như bộ một bài mình chơi thì ba khúc ấy, thì cái kích thước của nó có đặc điểm chung gì ba phần? Còn banner nhá, còn tè nhá, đúng rồi, footer nhá, cả ba cái đều có thuộc tính width giống nhau. Width của tao là 980 hoặc là 990 cx. Hai đi. Xong một ít border. Lúc mình làm thì đầu tiên có thể cho border mình phân biệt dễ được. Nhưng làm xong thường bỏ hết border đi. Có nhiều trang được em thấy người ta không dùng kiểu đường gạch nữa mà còn dùng màu sắc để phân biệt đi. Màu nền nó chả là phân phối ra. Người nào thì cho border dễ nhìn đi. Một px này, rồi nít, led, led là hơi chói mắt. Đỏ cam vàng, lục lam trắng tím, ma, enta. Hai nữa. Green đấy, màu xanh nhẹ nhàng. Với đi là màu gì các anh nhỉ? Xanh. Xanh thế nào? Giống lá cây. Giống lá chuối không? Đấy, sau đó chúng ta định nghĩa từng cái một. Bây giờ banner. Banner giờ định nghĩa từng cái một thôi. Bây giờ chọn con cho nó banner cao khoảng 200 px. Cái phần này 600 là ít. Cao tầm khoảng 800 đi. 800 trừ 200 thì còn 600 ở dưới. Phần content. Nghĩa từ phần một. Content cho phần 2. Tầm khoảng 500. Content 600. Đấy. Phần nội dung ấy, còn phần footer, footer cái hơi ngắn đúng không? Mình cứ viết này về sau mình điều chỉnh được không ạ? Hai là 150 px. Thôi đừng các em viết nốt nhanh hồi này nhé. Em dừng một chút. Đấy, dừng xong khung giờ chúng ta chuyển sang HTML. Sau phần này thì cái phần ID các em nên viết chuẩn vào. Đây chúng ta dùng thẻ đi. Đấy. Nếu mà dùng soạn thảo một đợt link thì chúng ta có ID, sau đó cái dấu bằng ở phần này hiển thị ngay trước cả cái phần ở bên kia nó sang, nhưng sang thì sửa không có à, quên phải liên kết đó. Liên kết dùng thế nào các em nhỉ? Link. Nhưng chúng ta dùng cách gì nhanh nhất? Kéo. Đúng rồi đấy, kéo. Siêu người đấy. Kéo thả nó nhanh được chưa? Không phải nhớ. Kéo đâu đấy? Đó. Nhanh quá à. Đây này. Mở cái xùa xong thả xùa thôi. Hả? Em sẽ tạo phải ta, phải tạo phải ta trước đấy. Em biết CS. Chỗ này cần dấu thăng không? Không. Này thì cần con tên này. Cái chuẩn này thay chính tả không ra đâu. Chỗ này ba cái div à. Copy rồi nha. Đầu tiên bằng banner này. Chỗ này là đi. Ừ, tái chi đây. Các cái chi tái chi đi. Rồi. Vì vài dòng chữ không sẵn. Bây giờ chuyển sang design. Có gì được? Ba phần ở background sẽ đặt ba phần. Dù background container đặt trong cái màu bất kỳ. Background cho màu trắng. Mà căn ra giữa là cái nào các em nhỉ? Có ai nhớ không? Dùng cái thuộc tính để chúng ta căn cái trang này ra giữa mà không bị lệch hết sang bên trái này. Thuộc tính gì? Margin thế nào nhỉ?
margin không và auto có nghĩa là sao? Margin gì bằng không, margin gì bằng auto? Trái phải trên dưới. Cái gì bằng không? Trái phải bằng không. Trái phải hay trên dưới? Đây nhá, nếu mà chúng ta viết tắt margin không có thu thì nó sẽ hiểu thế nào nhỉ? Margin bây giờ margin tốt bằng bao nhiêu? Không. Đúng rồi, bằng không. Margin tốt này bằng với button. Tức là viết theo kiểu này nghĩa đối xứng. Cái giá trị đầu tiên sẽ dành cho top button. Cái giá trị thứ hai sẽ dành cho right và left. Vậy đọc theo thứ tự, ví dụ nó theo ký đồng hồ ấy, top, line, xong là button, left, nó đứng đồng hồ đấy, đối đối xứng. Hiểu chưa? Hả? Nó đối theo vòng tròn. Còn nếu viết theo kiểu không auto này sẽ viết là lấy giá trị đầu tiên cho cái hai thằng theo cột dọc ấy là top button đối nhau đúng không? Thì cái không sẽ thành top button. Còn giá trị thứ hai dành cho cái chiều trục ngang là right và left. Auto bằng cho bằng right. Này, đấy. Bây giờ xem ở chỗ giao diện này. Em thấy nó căn đứng ở giữa chưa? Cái màu hơi khó nhìn không? Thì chúng ta sẽ định nghĩa cho cái banner một cái màu cho dễ nhìn. Quên cái này chưa? Chú thích. Đóng vào. Chẳng hạn cái này cho một cái màu background banner blue. Nó khi tắt viết mà cái này rồi. Cứ cho một cái màu bất kỳ thì sau mình đổi được. Đang phản, đang phản chín. Cái fuchsia là cái màu gì ngã đấy. À, màu tím á. Đấy. Bây giờ các em kiểm tra xem cái phần này là chưa hết rồi nhá. Với Visual có đặc điểm đó là hoàn toàn chúng ta từ trên giao diện này chúng ta thay đổi kích thước thì file CSS nó thay đổi theo. Các em để ý kỹ nhé. Cái banner của anh hiện tại đây là 200 đúng không? Bây giờ sang cái phần giao diện kéo thấp xuống từ 200 mình thấy bé to quá chẳng hạn. Các em nhìn đang 200 này, kéo xuống 155, 148 này, 130. Sau đó quay vào trong CSS các em nhìn này, tự nhiên giá trị sau 200 bây giờ thành 130 rồi. Các em thấy chỗ này không? Đấy, tương tự bây giờ cái ở cái phần content này đang hiện tại đang là 600 đúng không? Anh qua cái phần màu vàng này, có cái phần mũi tên đi chuột các em nhìn này, điểm màu trắng này, anh hạ xuống. Bây giờ hiện tại là 467. Xem trong file CSS nó thay đổi xem bằng 467. 462. Đúng 462. Rất là tiện. Các em nhìn thấy chỗ nào chưa hợp lý thì kéo thả ra. Cái phần content này chúng ta thấy nó ít chẳng hạn, kéo lên. Không cần, em cứ định nghĩa hết cái chiều rộng nó tự tràn dưới mà. Ba cái có cùng width thì nó sẽ tràn ở dưới thôi. Không cần thừa loại gì đâu. Đấy. Giả sử bây giờ cái content là để 1.000 nhá, ở rộng 1.000 cả khung chứa bên ngoài container, bên trong các em để khoảng 9-10 thôi, đừng để hết vì nó coi sao mình còn cái margin padding nó độ ra ngoài nữa. Nếu các em để đúng 1.000 nó sẽ độ ra hơn và để nó hư thì cái gọi là cái độ dư ấy. Như ở cái đường ray các em để người ta thường có một khoảng trống để gọi là sự giãn nở về nhiệt, nó không nó căng cong đường ray khác nào tèo ở đây như thế. Vì sao mình có cái padding này, cái margin để ảnh hưởng cái chiều rộng này. Rồi đó các em định nghĩa là đồ này khoảng 1.000 đúng không? Cộng thêm cái border này ạ. Đây rất là border bằng 2, 2 nhân 2 phía là mất 4 đúng không? Thì sẽ cộng thêm 4 vào cả cái độ rộng này. Bây giờ 1 sẽ cộng 1 sẽ cộng lên 2 là 992 rồi. Facebook nó làm cái gì kéo cái đồ này kia. Hả? Facebook nó làm cái gì kéo đồ nó dài như thế. Dài ở dưới á. Cái đấy là phần noát thêm thôi, có phần auto ấy. Noát thêm cái xử lý về sau em hướng dẫn là sắp học về JavaScript ấy. Em có thể dùng cái code để dụ người ta kích thêm, mình từ đó mình dài thêm ra xử lý code. Thì bên C# này WinForm giờ em muốn một kích thước button nó kích vào cái nút to mình trong cái code mình xử lý là width.width bằng bao nhiêu, .2 bao nhiêu thì nó thay đổi theo mà. Được chưa các em? Đây khung giao diện là tương đối nhá.
cái phần này hơi ngắn không? Bây giờ các em thấy nó ngắn quá, fit để ý với thẻ bên dưới này, container này. Bây giờ thấy nó ngắn quá, kéo dài lại tí nữa. Đấy, bây giờ cái phần thẻ màu vàng này. Ngắn quá đây là phần content, fit vào kéo dài lại nữa. Đấy, cho nên cái phần này mình cần vào đây kéo thả khi nào hợp lý dừng lại. Không định nghĩa quá tuyệt đối trong cái trong CSS. Lúc này CSS tự động nó thay đổi theo. Đấy không chính này. Bây giờ xem cái ảnh. Thì các em thấy bên cái ảnh này chia thành hai cột ở bên trong đúng không? Đây này. Cái cột trái và cột phải. Bây giờ chúng ta lại quay về CSS làm hai cột. Quay chỗ dưới con tên này. Là sử giờ các em làm một cái là nét content và line content. Đặt tên theo kiểu lạc đà cho dễ đọc. À, hai cái cột này có đặc điểm gì các em? Hai cột thì chiều rộng chiều cao kích thước thế nào? Cùng chiều cao hay cùng chiều rộng? Hai cột đấy. Cùng chiều cao. Hai cột mà. Đây là. Ờ hai cột nét với một cột menu này. Thế các em nhìn này, nhìn đánh giá cái cột menu với cột nội dung bên phải này. Cùng chiều cao đúng không? Đấy cứ từng phần một. Đấy. Cùng chiều cao sau đó cái chiều rộng nó khác nhau. Đấy bây giờ để làm sao cho hai cột nó xếp hai cái khác nhau các em thủ tính gì? Hai cột xếp thứ tự lần lượt từ trái qua phải. Ở not bằng gì? Not nét luôn. Đấy. Bây giờ định nghĩa từng cái một. Nét content thì định nghĩa tầm khoảng này khoảng 150 thôi. Width bây giờ width khác nhau. Width tầm khoảng 150 cái x. Cho nó cái màu này. Anh cả cho màu nó nộp thứ tí mình sẽ nó dùng mình xóa mất đi. Đầu tiên cái gì cho nó thành mảnh vừa nó đi trên đất ấy. Cái này nó không khô như khô như khô. Làm sao? Gắn được cách rồi mà. Nó sao trên tảng. Ồ đi. Tội nửa. Hỗ trợ nhiều quá làm nửa. Cái này cũng thể định nghĩa theo phần trăm. Live content bây giờ định nghĩa bây giờ độ rộng 950. Cái này để khoảng 700. Đấy. Xong cái này rồi đây. Dùng một tí nhá. Cứ làm từ cái to này cái nhỏ. 17 phút đấy. Bây giờ vào trong cái HTML xúc luôn. Làm đồng thời cả hai có cái hay. Thì thông quay có thằng thì làm trước, CSS trước thông quay HTML. Sao mình bật hai tab chuyển liên tục. Giờ xong này viết. Các em viết theo kiểu căn chỉnh nhá, đừng viết ngang hàng nhau hết. Đây, viết theo cột này, dụng phần ngoài, phân cấp cha con ông cháu, sau còn chút chít nữa. Viết ID này, tên là nét, content, viết chuẩn vào. Thiết kế nào. Nó chết hai cái màu cam. Gray màu xám lim. Cái margin là màu gì nhỉ? À màu sữa. Bây giờ các em thấy hai cột nó không bằng nhau. À nó chưa tận dụng hết cái màu vàng này. Thì người ta có thể di chuột kéo nó ra. Rất đơn giản này. Kéo ra. Khỏi cái trong kia viết bằng làm nó vừa. Các em kéo thẳng trực tiếp trên giao diện nhìn thấy luôn. Tôi thấy cột này nó to quá, cần bổ sung cột trái mình thu nhỏ này một chút. Kích sang cái phần cột bên trái, di chuột vào điểm mũi tên màu trắng, kéo ra. Đấy, thấy chưa? Ngon này cái đào chưa? Đấy như này chúng ta chia được hai khung rồi. Thì sang cái chỗ giao diện này, kích vào đây mà kéo thả này. Kéo không? Cái đó thả gì đấy? Ở cái này đi toàn đi mà. Không thể tăng phải. Content. Đây, nét và line thôi. Line content, content gì đấy. Đọc tiếng Anh, tiếng Việt nó lung tung. Các em đọc cái khung chưa? Quan trọng nhất cái khung này cực quan trọng đấy.
phải làm cái khung này ngon lành được, cái phần trong nó chuẩn được. Ví dụ cái xây nhà cái móng cái cột các trụ chắc, cái cột nó đối như đang đụng sau. Sau chi tiết thì lại rụng hết đi.